tài hoa được bằng mắt chứng kiến của MC xinh đẹp. Mở quà thôi anh Duy, mở quà nha. Thôi đừng có làm MC sung sướng nữa. Trên phỏng vấn bạn hả? Uống ống ba đúng không? Rồi xin mời. Hai rồi, ba. Mình tên là Nguyễn Văn Học, là thuộc sơ là anh con. Anh con uống bia dữ quá. Nói chung là uống bia mình như là tuyệt luyện hàng ngày hay sao. Cho nên nói chung là hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ này. Cảm ơn bạn, vậy là chương trình tạo cơ hội cho bạn có bia cho mình hôm nay đúng không? Giải thích của ngày hôm nay. Chào bạn đã tính gì? Mình tiến, đến từ là con. Rồi bây giờ người uống nhanh nhất ngày hôm nay cho hỏi là anh có giống anh này không, là ngày nào cũng uống hay là bí quyết gì hay là thấy ai đó uống lẹ như vậy? Ai uống chung